Rồi, hello tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã đến với clip mới nhất của mình. Thì ngay KBK mình lên gà keo con ạc 138M, giờ ạc này 77M lính các bạn. Ạc này 7M lính. Để mình nhiều lúc mình lộn ạc. Đấy, có keo qua liền. Trời đất ơi. Nói chung là mình cũng nằm hồi nãy giờ rồi chứ không phải là mới qua. Mà đợi hóng quá. Chào chào trước thì người qua luôn không xong. Nhiều lúc mình chào trước. Đây các bạn. À, nếu mà các bạn sợ thì có thể là tại vì sợ thì có thể là mình đổi đồ sẵn nha mọi người. Nhiều bạn kiểu mình đổi đồ không kịp ấy, hoặc là lúc đó thì mình nên đổi chậm thôi. Còn vấn đề là đồ thì người ta nhìn là biết, các bạn nhìn là biết cáp rồi. Cái vấn đề là đồ của bạn khủng hay không thì người ta không dám đánh thôi. Chứ vẫn cái kiểu mà nhìn là biết cáp rồi. Nói chung là những người chơi lâu người ta có kinh nghiệm á, ta nhìn các bạn là ta biết cáp rồi, như hạt mình 138M nhìn là biết cáp rồi nhưng mà người ta vẫn muốn đánh đấy đấy, hên xui các bạn, nói chung là hên xui thôi. Ôi trời ơi, vô kiếm điểm các anh trai à, nhưng mà nó không đến được thì mình cứ đổi đồ sẵn thôi. Cảm nhận là mình không đổi qua wow, đậu xanh tới luôn. Trời trời ơi, cậu ơi, tới chờ cậu, tới chờ cậu này. Đây các bạn soi nha, nhớ soi đồ nha. Đây đây một phát bộ cũng ba loại luôn à, vậy là mình đổi đồ rồi các bạn, mình đổi đồ rồi. Đấy một em thứ hai tới luôn. Trời trời từ từ chứ cái gì, cung 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 chết tôi rồi. Đó, hai em khoe liền nhẹ nhàng hai phát nha, đó đều đổi được trận hết. Đây các bạn, đấy, đổi đồ lại. Ok, nhẹ nhàng hai 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 em tướng. Đó. Ngoan liền hai em. Xong xuôi. Đồ này, đây đồ nha. Đó. Ok, nói chung cũng khá đẹp. Cái này đồ đẹp. Còn thanh niên này. Chung cho mẹ ơi, nó không đổi đồ luôn, nó khinh thường mình dữ vậy đó hẻm. Nó không thèm đổi đồ luôn. Đấy, ok, một khoáng khoáng này 375 nha. Đây, đồ red, kiểu đồ red rồi. Rồi, bet thì mình sẽ soi bet mình trước, 9,5. Nói chung là bet mình vẫn chưa full. Con này cũng bóp. Cũng bóp 14% là cồi rồi. 80%, 44%, 12%. Không con nào full hết. Nói chung là lẹt đẹt, cũng bóp. Rồi, bộ cung kỵ ba loại nha. Nhưng mà cũng không đều lắm. Tướng thì tạm tạm, nói chung là sai con kiểu sao cũng được, ta thích xài sao ta xài, nhưng mà xài ba loại. Rồi phát thứ hai là full cung đó, full cung nhưng mà không đổi đồ, xuất sắc. Ủa nó đem bét gì đấy, rồi giảm đếp xếp bộ nè, rồi hai con tăng tăng bộ luôn. Trời đất ơi, ra đâm full cung mà đem bét bộ đúng một con thôi nha, chỉ đúng một con thôi, còn hai con kia tăng bộ là đếp xài được, xuất sắc. Nói chung là mấy anh cực ngầu. Good job bro. Mấy anh này quen Việt Nam thì phải. VN nè, để VN là biết Việt Nam rồi. Hello, chào cậu. Good job thì cảm ơn cái đi. Người ta khen thì mình cảm ơn. Đấy. Thám với chả thám. Đấy, xong đơn chiến các bạn, đơn chiến dễ dàng. Dùng hình xui luôn, mấy à kia mình không giống gà kèo. Rally luôn gắt gì mẹ chắc rally mình không dám gà kèo rồi. 112 sao nhiều quá, rén có mấy hạt này đi liều chơi. Nói chung là gán có clip cho mọi người nhưng mà mình sẽ có thể là đăng hơi trễ nha, tại vì dạo này mình bận công việc quá. Đây nói chung là soi soi lại tí thôi. Các bạn rét dễ mà, vấn đề là ở quan trọng là ca nào thôi. Ồ, nó vô lính luôn kìa. Quan trọng là các bạn sẽ test như thế nào, kiểu như lực hai bên mình sẽ test thử đi. Nói chung là hầu hết là các bạn sẽ nên test thử chứ hỏi không trả lời được đâu. Coi như là nó tỷ lệ là ừ khả năng con ngạc đó nếu mà mình cầm mình có thể mình test được, nhưng mà các bạn có thể là không test được, tại xét theo nhiều trường hợp lắm, như là nghịch trận nè đấy, đúng thuận lính hay không, giữa lúc thuận lính mình vẫn cháy, hoặc là mình có thể mình cầm mình test cháy nhưng mà các bạn test lại không cháy. Hên xui thôi, tùy theo mỗi lần đét, tùy theo trường hợp. Chứ không phải là lúc nào cũng như lúc nào đâu. Mệt, mệt lắm. Đét căng lắm.
Rất solo mẹ. Bây giờ nếu mà các bạn có thiệt hại thật sự là mình biết cái độ chênh lệch giữa hai con mấy con ạc ấy, vui lớn quá trời luôn. Tới luôn cậu ơi, một phát bộ cung. Cái gì vậy? Khởi đồ sẵn nha. Tăng tốc cũng không dám tăng tốc. Nó đâm bộ cung nha, thì mình sẽ để ok chọn bộ luôn. Chọn bộ luôn. Tại vì bộ khắc cung và bộ trùng bộ thì mình không bị khắc. Đó, đồ nó nè. Cũng khá đẹp. Nhưng mà rồi vẫn không xin nhê mình đâu. Thế là mình không đổi đồ mình vẫn ăn. Hên xui, tại vì 7 mờ lính mà. Có điều là đổi đồ thì mình sẽ đỡ thiệt hại hơn. Đây, em tướng thứ ba. Rồi đất ơi, thật sự cậu thật là kỳ lạ. Cái giọng mình bên này nó chắc là nó hơi khèn. Rồi 75k. Nếu mà không đổi đồ chắc là hơn 200. Hên xui thôi, nói chung là tùy theo lực này kia. Đốc. Các bạn cứ dead đi. Đủ, dead thì thánh đường cứu hết rồi các bạn. Nhiều lúc mình cháy tèn tèn, các bạn thấy mình lên clip mình cháy tèn tèn. Nhưng mà mấy hôm sau mình lại up clip tiếp. Các bạn thấy là ok, mà đâu có vấn đề gì đâu. Các bạn không có vấn đề gì hết các bạn. Cứ lên vài hôm rồi lên lại à. Nhưng mà quan trọng là ở thời gian đầu thì các bạn cứ xây full trần viên, up lính xong rồi mình dead. Bet cũng được nha các bạn, tạm tạm. Nhưng mà đi ba loại như thế này khả năng không sống với mình đâu. Rồi các bạn ơi, đấy, nó rally được còn 30 mấy giây. Cái đoạn kia chắc là mình cắt bỏ nha. Tại vì lâu quá, đợi lâu quá nó không có vấn đề gì hết á. Nên chắc là mình sẽ cắt bỏ. Còn này, bây giờ bay xa ra. Thấy nó vào cũng không có bao nhiêu, chắc tầm khoảng 800-900k. Tầm 900-1m. Ok, mình sẽ book ATK lên luôn nha. Cái trên đi. Tại nó có 4 giờ, book với 4 giờ trước. Ok, mình sẽ soi đồ này, đổi đồ sẵn này. Tới luôn cậu ơi. Rồi, không đổi đồ. Đó. 950k nha. Mình sẽ soi đồ lần 2. Vẫn là lĩnh lần 2, 950 các bạn. 950 đét không? Về cung đi, đét luôn nha. Mình nhất định sẽ đét. Dễ gì mà tha cậu được không đổi đồ thì chết với tớ đậu xanh cậu, chết đi. Phải nhức rách như thế chứ. Trời ơi. Giọng nó hơi khen rồi. Chết rồi. Trời ơi, hốt ông ấy mà. Trời ơi, không chàng bệnh xá nữa. Không đổi đồ, thanh niên không đổi đồ. Bây giờ nó khỏi đổi đồ đét nó cũng ăn mình. Trời ơi, không đổi đồ, nhức nách thiệt sự. Rally mà không đổi đồ này thì rally 950k thơm lưng. Rồi, mình bắt tướng nó không sao rồi. Trong tháng rồi. Đấy, thằng nãy mình bắt tướng đây đợt thằng thứ ba. Cái ok, không sao. Mình cứ để sẵn đồ đó, nó nét giúp đâu đâu. Nhưng lại nó có đâm thì mình cũng không sợ. Tại nó có đồ đâu mà sợ. Thêm một em nữa bạn. Không, này cũng thằng mình bắt tướng rồi. Không sao. Kệ nó. Chuột cho mẹ ơi, 950 ngon lành. Đây nha các bạn, không đổi đồ nha. Đó. 1, 2, 3, 3 con bé Sida. Đó, T4, T5, full T4, T5 nha. Full T4, T5 luôn. Đó, mình thiệt hại vậy. Và không chạm ánh sáng, nói chung là không chạm ánh sáng. Trời ơi, cậu lại thế, khoan. Trời, mấy đứa kia nó tin tưởng lắm. Nó tin tưởng giao cho này T4, T5 lắm. Mà nó chết thốn như thế chắc buồn. Trời, 950, nhức nách. Báo, báo quá trời báo luôn rồi. Quá trời báo rồi. Đó, nó mới chuột được 100k, nó lấy được 100k, 100 mờ vàng chứ. Rồi đất ơi. Sao không? Kệ chuột luôn con, mấy kia nó bắt nó trả giá đắt quá. Nãy giờ nó không chịu trả giá, kiểu nó không thèm lấy luôn. Buồn vãi. Không, không, không sao. Còn 100k, 100 mờ vàng gỡ vốn lấy úp lính lại. Lại chết cũng bị thương cũng khá khá. 101 được. Còn nãy giờ trả thằng nào chuột game ấy. Game nó bảo mình giữ tướng, giữ hết KPK cho coi. Cái gì vậy má, hết hồn ghê, cái gì vậy? Đậu xanh, hơi. Đù. Đù. Oh my. Đậu ve khiên liền. Nó qua nữa, thế nào nó cũng qua nữa. Vãi nhức nách vậy, nó nhanh tay vãi. Ghê, khẽ khẽ.
chừng 12 sao luôn rồi. Trời cho mẹ ơi. Gì vậy? Trời đất ơi, nó vả kìa. Quy mô 500 quá. Quy mô 500%. Đấy. Bét. Full hết nha. Trời trời, tới 4 cái 5 3 loại. Trận thì nó có thể là nói là đúng rồi. Và nó đông trận bộ bà nội. Ôi trời trời ơi, 5 tướng nạp mấy cha. 3 bét 5. 5 tướng nạp. 3 bét 5, 2 bét 4. Không chơi được. Đồ nãy thấy bộ trang mày. Đây, trời ơi, đây thấy nó dày là hiểu rồi. Mình chắc chắn là trang. Trang này chắc nhẹ hàng chút hay sao. Bộ nó không đổi đồ hay sao. Nó làm thẳng bộ đó luôn hả? Này. Và thấy nó dày 12 sao là thấy nó sao sao rồi. Trời ơi. Nó làm đúng trận bộ mà đét trận cung. Cái khuyết này nó sẽ là một phần nhưng mà thốn quá. Mình lính rồi phát đầu là thấy thốn. Khoai phải tiền nha mày. Trời đất ơi, tức nó tức cái lồng ngực á. Quá chết rồi. Cậu xanh đang tám chuyện tàu lao. Đang tám chuyện tàu lao mà chết. Chút phải. Cái gì vậy? Chết kìa. 100 206. Ở này 300 đi. 400. Tính 400 đi thôi. Ừ, tính 400 đi. 100 nè. 208, đây mười mấy nữa nè. Tính 400 đi. 300, 400. Anh được vũ được 400. Ôi trời ơi, thốn vãi. Đeo thì kiểu này thốn là lên lính lại nữa. Sao tôi báo như ra. Ôi chủ quan quá. Nãy giờ nó báo thằng Khứa này đi qua út mình ta. Căng vãi. Vậy là chết đâu có bao nhiêu đâu. 360 vô tràn bệnh xá. Quá đáng. Trời đất ơi. Nó vả mình luôn. Nó vả mình đau lòng. Lấy 500. À, trời trời chu cho mẹ ơi, bộ đồ kỵ của nó kìa. Đồ kỵ nha mọi người. Đây nhìn nãy nó đâm mình ba loại nên mình không nghĩ là nó cầm bộ này đâu. Mà có thể là cầm bộ tăng tốc kia thôi, chứ không phải bộ này đâu. Nhưng mà thấy như đây là đủ hết rồi. Nói thiệt là chỉ cần đồ cùi cùi là chết tôi. 7m lính đét không nổi. Thật sự nếu mà kêu mà để 7m lính mà đét cái đám thằng đó đó là không thể nào đét được. Vậy là mình chết tầm khoảng 100k đó bạn. 100k T2-T3 nha. Thôi thì clip của mình tới đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một đăng ký, bấm vào cái chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh của mình. Ok mình kìa. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Đau lòng quá. Tự nhiên nhả mấy con tướng.